Còn hiện tại thì đang cho anh trai xem cái bệ ghế của Ina D nhá. Review. Không, em quay cái này thôi. Em không quay anh. Đây anh trai, nó như này nhá. Của anh như này đúng không? Bốn cái bát này là vừa chuẩn rồi đúng không? Anh lái xe nhập anh không giờ lạ gì đúng không? Cái này bát không xa là vừa kít đúng không? Bốn cái lỗ này là sẽ bắt vào cái ghế của anh. Bình thường cái ghế của anh nó sẽ có cái chân này. Anh cắt cái chân này đi. Nó sẽ có lỗ đặt về xong luôn. Cắt chân kia đi à? Đúng rồi. Đấy, có nghĩa là anh không hiểu à? Có nghĩa là bình thường cái thằng ghế Việt Nam mình nó sẽ có bốn cái chân này đúng không? Nó thừa bốn chân này là bắt sàn. Cắt cái này đi. Thì là nó sẽ lòi ra cái vuông này nó bắt về là xong luôn. Anh ra xe anh chỉ cho anh cái lỗ anh cắt là xong luôn. Đấy, anh trai thì ngày xưa chạy xe nhập rồi nên anh cũng không lạ gì cái này cả. Đấy, thì một cái là về các bạn cắt đi và đặt vào bốn cái lỗ này thôi là xong này. Còn cái độ cao này là vừa với 100% anh nhá, không cần phải còn là chỉnh độ cao. Thì con này là nó lùn sẵn rồi, đặt vào là nó ngồi êm thôi, chứ không phải là mất kiểu căn chỉnh như kiểu mấy bọn xe tàu. Để bê ghế tàu lại phải căn chỉnh. Căn chỉnh phải sợ kiểu không cao không thấp ấy, với chân cô đấy. Nhưng con này là anh chạy xe nhập anh biết rồi. Đấy, thì ra xe mình... Anh trai đây này. Nó sẽ bỏ ở đây đi này. Nó sẽ bỏ cái chân này đi này. Bỏ này đi, đây nó sẽ còn đây, nó có lỗ không? Không phải hàn, nó có lỗ sẵn rồi. Trong này là nó chừa số lỗ sẵn rồi. Thì anh đặt vào dây cũng là xong luôn. Đấy, có nghĩa là cái này của anh là nó thừa. Vì là cái bệ nó sẽ út vào đây. Anh phải về cắt này đi. Anh đặt bên trong này nó có lỗ rồi. Anh đặt phát là xong luôn. Em bán nhiều rồi. Cái này anh về anh bọc lại, để nguyên được gì. Anh về cô. Đấy, vừa kíp thanh luôn. Anh ấy đưa chạy xe 24 à? Hai mươi lăm mà chín nó có rồi. Hai đời anh nhìn được, anh nhìn được, anh nhìn được, anh nhìn anh nhìn được, 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 anh nhìn. Còn cái mặt này thì là chuẩn. Ok, 100% là chuẩn rồi. Hay là anh tháo luôn đi. Chào kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình đang trực tiếp lắp cái bệ ghế lái của Hyundai HD. Đây các bạn biết đây là bệ ghế lái Hyundai HD này. Đấy, toàn bộ dòng xe Hyundai HD thì sẽ dùng cái bệ ghế lái này. Đây bệ ghế lái đây. Thì hiện tại đây mình cả anh trai hai anh em thì đang chuẩn bị tháo cái ghế của xe Hyundai HD nha các bạn nhé. Và sẽ lắp vào con xe này. Đó, xe này thì các bạn biết là ghế cơ. Đấy thì lắp đặt rất là đơn giản thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ là anh trai hai anh em đang lắp, chuẩn bị lắp đặt. Trước khi lắp thì các bạn đặt cabin lên và ở dưới gầm nó có hai con ốc và lên 17 đó bạn nhé. Đây là mình đang tháo nhá, tháo lắp này. Đấy. Đấy. Không, em không quay anh đâu. Đấy. Anh ngồi bên phụ, anh phải tháo được. Anh ngồi bên phụ đi anh. Anh nhảy lên phụ ấy. Ghế lái thì nó sẽ có bốn con ốc tất cả các bạn nhé. Các bạn tháo bốn ốc thôi. Trên hai con ốc 13 và 14. Đây coi. Sao có đồ không anh? Em bỏ hết rồi. Hết đồ cho anh. Ủa rồi. Tay của anh bị kẹt hay sao nhỉ? Hết cho anh. Hết rồi. Ok, anh tháo cho em phát. Đấy, nó có tất cả là bốn con các bạn nhé. Đây. Đấy, hai con này thì các bạn anh vừa lật cabin lên tháo thôi. Còn con này và con bên trong nữa là xong. Đấy là chúng ta bê được cái ghế này ra. Và khi bê ra thì tí mình sẽ quay cho các bạn xem nó sẽ có bốn cái chân nó đính vào đây này. Cắt cái bốn cái chân này đi đặt vào phát là xong luôn. Đấy, ok cho anh em. Đó, bạn thấy không? Đây này, tay nó chờ sẵn lỗ đây này. Tí bắt vào đây này. Đấy. Thế nên ra là HD này rất là sướng, đó là không cần phải chế độ cao, lắp phát là vừa kít luôn. Ok, thế là xong. Thì hai anh em mình sẽ bê ghế ra các bạn nhá. Rất nhiều người hỏi mình là nó sẽ như thế nào thì đây các bạn nhìn này. Đây thôi. Đây. Cắt này đi anh ạ. Thì ra cắt này đi, đây lỗ lỗ đây này. Nó có bốn cái lỗ đây này. Đặt phát là vừa luôn. Giờ em sẽ bê này ra, hai anh em bê cho ta kia phát là xong. Cắt cái này đi. Vâng. Cắt cái này đi, đặt vào cái lỗ này nhá. Đây, anh đặt đấy. Đây, anh bê lên đi này. Để như thế.
Còn lâu anh ạ. Dạ. Ngửa lên anh. Cái tầm rồi anh. Ôi, hết tầm rồi anh ạ, nó chỉ tầm đấy thôi anh ạ. Được không? Các bạn sẽ phải bỏ hết đi. Đây, các bạn sẽ phải cắt hết bốn cái tay đi. Đây, bên này hai tay này các bạn cắt hết đi. Bên này tay cắt bốn cái tay đi thì ở bên trong nó có lỗ. Để đặt vào kia phát là xong luôn. Đấy. Đúng rồi, bỏ cái tay đi nhá. Bỏ tán lên đi là đặt lỗ vào là xong luôn. Đấy, cắt bốn cái tay đi. Đấy, hay chuẩn. Cắt bốn tay các bạn nhá. Cắt hết bốn tay luôn. Đặt cả bốn cái lỗ các bạn. Đây các bạn nhá, sau khi thì hai anh em mình đã cắt xong rồi. Đây các bạn này, cắt này. Đấy, cắt bốn cái tay của cái này đi các bạn này. Đây ốc đây em lấy sẵn đây rồi. Xoáy ra phát là xỏ hai đống rồi. Đó. Bắt hai đống rồi vào đây là xong. Đấy, hai con này cu hai bên. Con này đấy cu 8 các bạn nhá. Các bạn cắt ra là nó sẽ có lỗ chờ sẵn ở trong cái bát này rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đây, còn bay lên rồi. Rồi xong. Đấy, con này thì cũng thế các bạn nhé. Đây, tất cả lỗ là vừa hết luôn các bạn này. Đấy. Không, để nguyên như này không được anh ạ. Để nguyên như này không được. Sau khi cắt bốn cái tay các bạn này. Đây, mình sẽ qua cho mọi người xem từ A đến Z nhé các bạn nhé. Chế rất đơn giản luôn. Xay đá D chế cực đơn giản các bạn ạ. Quá đơn giản luôn. Vừa khít khít luôn mà ngồi êm dinh thít luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, đấy, các bạn sẽ phải cắt bốn cái tay đi. Các bạn nhìn không ạ? Các bạn cắt bốn cái tay đi này. Đấy, bốn cái tay ghế này. Đó, sau khi cắt bốn cái tay xong thì là nó sẽ vừa khít một cái lỗ ở cái bát ghế tây luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy hình dung không? Đây, bốn cái bát này, đây, cái lỗ này. Đấy, nó sẽ vừa khít được cái lỗ này luôn. Thì là anh em chỉ việc lấy Q8 sỏ qua đây phát là xong luôn, đặt phát lên trên xe là xong luôn. Nếu mà để mà chế cái này nha các bạn nhá, chưa đầy 5 phút. Các bạn cắt cái kia là mất tầm 10 phút và đặt lên xe mất tầm 5 phút là xong. Ở đây cho ID HD này, bạn này. Đó, ID HD. Con này thì lắp cho toàn bộ HD này, rồi một con SL, XL này.
đều là L25S đều lắp được vừa hết các bạn nhé. Đó, hiện tại thì mình đang live stream trực tiếp lắp cái ghế bệ ghế này cụt là so của Win HD, hàng xịn sò 100% luôn đây. Các bạn hình dung không? Các bạn nhìn này, nó sẽ được lỗ 100% này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, hiện tại thì mình đang đặt nó vào đây như này. Đấy, các bạn thấy không? Đặt vào đây như này. Đây, các bạn hình dung này. Ok anh em nhá. Sau khi đây các bạn này. Sau khi khoan trong lỗ thì nó sẽ có 4 cái lỗ như này. Các bạn cắt cảm là xong. À, chết đây, mấy con này là xong. Chết lại mấy con này cho chắc. Dạ. Chạy dây anh, thử dây trước thì anh test dây đi. Anh cho cái ghế ngả này sau. Rồi ok, giờ chạy dây các bạn nhé, thử test dây này. Test dây. Đó, ngon luôn. Ok. Thế ngon rồi anh ạ. Chuẩn đấy. Đúng của nó là như thế rồi, 100% rồi. Rồi xếp lại ốc thôi. Đây này, trượt dây đi anh. Sau khi thảo xong thì nó sẽ có 4 cái lỗ đặt đây là xong. Ơi. Đây là T12 đây các bạn này. Khi cắt ra thì nó sẽ có 4 cái lỗ như này. Đấy, anh em chỉ việc cầm con ốc 4 ốc ổn ốc 8 thôi, okay. Xiết đây xong luôn. Ok. Rồi anh em bê lên xe là xong các bạn nhá. Đấy, rồi ngon anh ạ, xong rồi. Đưa lên nhá. Đây anh, đây nó nằm đây luôn anh ạ. Đấy, tay thì nó sẽ chuyển đến đây các bạn nhá, chuyển đến đây này. Con này bỏ hay sao anh ạ? Một con bỏ. Đấy, dẹo cho ai có lúc phải lấp con lại là xong. Đấy. Thì mặt của Tây nó sẽ khác với mặt của Việt Nam mình các bạn nhá. Cabin của Việt Nam thì nó vẫn chờ sẵn lỗ để anh em bắt rồi. Đó, ok các bạn. Thì cho mỡ anh ạ, xả dần nhanh. Ok cho anh em, thế là xong luôn. Rồi chút luôn. Rồi. Anh ngồi thử ra, anh ngồi thử đi anh, xem đúng tầm cho anh. Lét căng luôn. Chẳng lét căng rồi anh nhờ. Đấy, chuẩn luôn các bạn nhá. Vì anh cũng chạy xe gôn nhập ra là cũng quét mấy cái ghế này rồi các bạn nhá. Đấy, độ tầm độ cao là vừa khít luôn anh em nhá, chứ không phải là chế cháo hay không phải gọi là chỉnh đâu các bạn nhá. Anh em 1m6, 1m8, 1m7 ngồi thoải mái luôn, chứ không phải là như kiểu nhà các bạn chế những cái ghế mà bề ghế của tàu thì các bạn phải căn chỉnh độ cao của người lái, nhưng mà cái này thì nó là tây xịn và nó phù hợp với người châu Á. Thế nên ra là anh em cao 1m6, 1m7, 1m8 ngồi lên là thoải mái luôn. Đó, như là xong rồi các bạn, rất đơn giản luôn. Đó, thấy không? Rất là đơn giản luôn. Đấy, sau khi lắp xong thì nó chỉ có mỗi cái T14 và cái khẩu 17 các bạn lắp lại như cũ thôi. Xoáy ra như nào thì các bạn xoáy ra lắp lại đúng như thế cho mình. Sau khi lắp xong rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ việc xoáy con ốc lại như cũ thôi, xoáy ra hai con ốc này là xong. Và hai con kia là T14, hai con này ốc cả lên 17, thằng led luôn các bạn nhé. Lật cabin lên các bạn. Đấy, anh cho mỡ anh ơi, anh này anh cho mỡ anh ơi, cho tí mỡ cho nó trơn. Đấy, hai con này làm ở dưới cabin các bạn này, các bạn lật cabin lên là các bạn sẽ thấy. Cái này thì chúng ta sẽ dùng cái khẩu 17. Thế là xong luôn. Đấy, sau khi lắp xong thì anh sẽ đi bọc lại cái ghế các bạn nhé, ngồi cho nó êm, bọc lại cái da ấy, vì da chạy lâu ngày của nó bị bạc mất rồi. Đây này, cái cao su. Con này anh lắp hết rồi anh ạ. Lắp hết rồi. Nó lắp hết rồi. Chạy nó sóc cabin. Vài. Có khoảng gôn. Đấy, gôn thì nó vừa vào lỗ này anh ạ. Gôn là vừa vào lỗ đây. Đây này, gôn hết rồi anh ạ. Đây, thằng Việt Nam mình nó nhập xe Tây nhưng mà nó vẫn chờ những cái xịn của Tây này, vẫn chờ những cái lỗ Tây để bắt được cái cabu gôn này anh ạ. Lắp cái đấy vào chạy phê lắm anh ạ, không ai chê cái đấy luôn.
để có gì từ sau em về em bảo anh. Xong rồi nhá, cà lê 17. Đó, các bạn rất đơn giản luôn. Hai con này để em ngồi thử tầm đó là, ngồi thử tầm này. Ui giời ơi, ngon luôn. Đây, cho em ngồi thử bát nhá. Đây, ngồi thử bạn nhé. Wow, êm đấy các bạn ạ, êm đấy. Đây, êm đấy, được đấy các bạn ạ. Nó, cái chân các bạn này, chân côn đẹp thoải mái các bạn này. Đây, chân côn đẹp thoải mái các bạn nhá. Đây, chân côn thoải mái luôn này. Mình cao 1m7. Gần cabin này là gần hết rồi. Gần cao hết rồi đúng không anh? Đấy, mình cao 1m7 các bạn nhá, chân côn đặt thoải mái này, không bị với chân côn này, các bạn nhìn đế chân của mình này. Đấy, mình cao 1m7, đấy các bạn thấy không? Đấy, anh em là 1m6 thoải mái luôn này, đấy, chân mình chạm tới gọi là sàn luôn này. Đấy, hai chân chạm tới sàn nha, ngồi không bị thoải mái luôn này. Đấy, ngồi thoải mái luôn các bạn nhá. Đúng rồi nhá. Đây, còn anh em có thể chỉnh cao thấp cân nặng nhá bằng cái này nhá. Đấy, cái này di chuyển ghế này. Anh trượt trượt ghế cho xem có chuẩn không anh? Trượt cụ quá. Vâng, trượt ghế anh ạ. Trượt thôi. Anh trượt thử đi anh. À, đấy, ra vào ok, ngon này luôn. Trượt để trong cái gì view không đéo. Trượt thử anh ạ, cho chuẩn anh ạ. Ok các bạn nhá, xong nhá, cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Anh trai rất nhiệt tình luôn. Đấy, hai anh em mình rất là nhiệt tình luôn. Anh có rửa tay không anh? Có nước đây anh ơi, đây nước đây anh ạ. Đây là vào đây xà phòng. Đây là anh chị em lấy nước.